tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ xuất hiện nhiều mối nguy, vận khí giảm sút nhanh. Tử vi tháng 10 âm lịch cho thấy vận khí của con giáp người tuổi Tỵ giảm sút khá nhanh trong tháng 10 âm lịch này do chịu ảnh hưởng của sùng thái tuế. Hầu hết các phương diện của cuộc sống đều xuất hiện những mối nguy hại mà bạn cần không thể xem nhẹ. Tháng quỷ hại trọng tâm của người tuổi tỵ sẽ là sự nghiệp. Áp lực công việc trong tháng này khá cao, bạn cũng phải làm việc nhiều hơn, cảm giác bận rộn, không lúc nào nghỉ ngơi, lại còn luôn đề phòng kẻ tiểu nhân nhầm ngõ, khó khăn, thách thức dồn dập khiến cho con giáp này có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo. Tháng 10 âm lịch còn có sự xuất hiện của đại hao, một hung tin chủ về hào tài bảo hiệu tài vận của con giáp này cũng kém sắc, vẫn mai tiền bạc không nhiều nên bạn trở mong chờ vào các trò chơi mai rỗi Việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có thể được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ rập rủi ro, thậm chí là mất trắng. Chuyện tình cảm cũng rõ ren, trao đi nhưng không nhận lại được gì. Còn giáp này có thể sẽ hy sinh vô ích một mối quan hệ hững hờ thiểu thực tế. Với các cặp vợ chồng gặp không ít những trục trặc, gia đạo bất an về chuyện con cái hay khó khăn về tiền bạc, điều đó khiến cả hai nảy sinh nhiều cãi vã cay gắt. Áp lực từ công việc và cuộc sống gia tăng cũng ảnh hưởng xấu tới tình trạng sức khỏe của con giáp người tuổi tỵ. Thể lực có dấu hiệu suy nhược, dễ mắc phải bệnh, vặt nhất là những bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp bệnh theo mùa. Cần phải thăm khám, chữa trị ngay nếu không muốn tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều biến động và không ít những căng thẳng. Cục diện xung thải tuệ gây nên không ít những rắc rối, các mối quan hệ xấu đi, kế hoạch dễ đổ bể, tiến độ trì trệ. Đó là những vấn đề mà người tuổi tỵ có nguy cơ phải đối mặt. Còn giáp này đặt trọng tâm hàng đầu lúc này đó là phương diện sự nghiệp của bản thân. Nếu không, công sức gây dựng từ đầu năm có thể thành công giả dạ trang chỉ vì trụ quan ở thời điểm hiện tại. Người tuổi tỵ cần chuẩn bị bản thân một trạng thái tinh thần vững vàng vì trước mắt là những áp lực lẫn căng thẳng. Công việc tăng cả về khỏi lượng lẫn tỉnh thách thức, bạn vừa phải làm nhiều việc vừa phải đề phòng nhầm ngõ tiểu nhân. Cảm giác bận rộn không lúc nào nghỉ ngơi, đầu óc luôn phải căng thẳng như dây đàn khó khăn và thách thức dồn dập khiến bản mệnh có xu hướng khép mình ngại tranh đấu khi gặp những khó khăn rắc rối người tuổi này không chủ động giải quyết mà dường như có suy nghĩ chờ đợi người khác đến giúp đỡ mình tinh thần làm việc quẩy quại đi xuống thiếu ý sáng tạo bản mệnh nên lên kế hoạch chi tiết cho công việc hạn chế phần nào tình trạng trên giúp nâng cao hiệu quả công việc ở lúc Tình hình không mấy khả quan như hiện tại, còn giáp này không thể kiên nhẫn giải quyết những khó khăn mà lại hành động bốc đồng thì rất có thể sẽ là rối tung mọi chuyện, càng khiến cho mọi thứ đâm đầu vào ngõ cục, bạn cũng sẽ phải trả giá vì sai lầm của mình. Trạng thái như vậy đương nhiên sẽ gặp bất lợi trong sự nghiệp và nghề nghiệp của bạn. Nhìn chung, khi bước sang tháng 10 âm lịch, phận thể sự nghiệp của người tuổi tỵ không mấy tốt đẹp nên bạn vẫn phải nỗ lực nhiều hơn trong con đường sự nghiệp của mình so với những tháng trước. Đừng quá lo lắng, vẫn có các tin nguyệt mã đưa đường chỉ lỗi sẽ hướng cho bản mệnh những điều tốt đẹp khi đã làm hết khả năng của mình. Đừng cho dự quá nhiều nếu được cấp trên giao phó nhiệm vụ nào đó mức độ của nó càng khó càng chứng tỏ độ tín nhiệm đối với bạn càng cao hãy tập trung hoàn thành tốt mọi việc cơ hội chuyển ngoặt thăng tiến cũng từ đó mà ra hai luận về phương diện tài chính cùng với những khó khăn ở phương diện sự nghiệp thì con đường tài lộc của người tuổi tỵ cũng không khá khẩm hơn là bao dù có chính tài chiếu mệnh song hung tinh đại hao án ngự khiến cho tình hình tiền bạc của bản mệnh chỉ mới có dấu hiệu tăng nhẹ đã có nguy cơ thất thoát khả nhanh. Kiếm được mà cũng phải tiêu đi không ít. Về cơ bản số tiền mà bạn kiếm được cũng có thể bù vào các khoản phát sinh bất ngờ. Để có được tiền tiết kiệm, người tuổi tỵ lúc này khá vất vả, bạn phải chạy ngược, chạy xuôi có người phải nhận thêm nhiều việc làm thêm để có thêm tiền muốn cải thiện tình hình tài chính bạn cần lên kế hoạch dài hạn hơn và hạn chế chi tiêu những hạng mục không thật sự cần thiết tháng này nên tuyệt đối tránh xa các trò chơi mai rủi cờ bạc đỏ đen quả mong chờ vào việc kiếm tiền từ đó vừa khiến bạn mất đi công sức mất tiền mất của mà chẳng thu về được đồng nào Việc kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có thể được coi là tạm ổn, càng làm lớn càng dễ rập rủi ro, thậm chí là mất trắng. Một số cơ hội xuất hiện, xong bạn luôn cho dự dẫn tới bỏ lỡ mọi cơ hội tốt. Cục diện tương xung cũng cảnh báo về cạnh tranh thị trường, đối thủ làm ăn cùng lĩnh vực sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, tiêm đủ mọi cách để vượt lên bạn, khiến bạn chịu nhiều áp lực thường phải đau đầu tìm ra hướng đi mới nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Vận đen cũng đeo bám người tủ tỵ ở phương diện tình duyên khi bước sang tháng quỷ hại. Chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu khiến bạn vô cùng nhức nhói. Cục diện tương xung khiến các cặp đôi dễ xảy ra xung đột, hân thua với chính người mình yêu, thậm chí là cãi vã liên miên. Cái tôi cá nhân của người tuổi này cũng trỗi dậy mạnh hơn, khiến mối quan hệ đôi bên căng thẳng. Vợ chồng đồng sàng chỉ mộng, nhiều lần mâu thuẫn về chuyện con cái hay khó khăn về tiền bạc khiến gia đạo bất ổn, mọi thành viên trong nhà đều bị ảnh hưởng tâm lý. Với những người mới bắt đầu một mối quan hệ mới, có thể bạn trao đi nhiều nhưng nhận lại không được bao nhiêu. Bạn nên xem xét lại tình cảm của cả hai bên, tránh việc hy sinh phụ ích cho một mối quan hệ lững lơ, thiếu tỉnh thực tế. Nhân duyên của người độc thân cũng ảm đạm, không phải không có đào hoa, nhưng dường như có cái gì đó cản trở khiến bạn không thể mở lòng mình. Có thể còn giáp này vẫn đang có chuyện quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Hình bóng người cũ vẫn còn khắc sâu trong trái tim bạn. Nhưng lựa chọn tiếp tục chìm đắm hay mạnh mẽ bước tiếp sẽ còn phụ thuộc vào quyết định của chính con giáp này. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 dự báo tình trạng sức khỏe của người tuổi tỵ y ạch và chưa được cải thiện là mấy. Bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thiểu năng lượng do áp lực công việc tăng cao, lúc nào cũng trong tình trạng bơ phờ thể lực có dấu hiệu suy nhược, dễ mắc những căn bệnh vật nhất là những bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, bệnh theo mùa. Nếu có thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường nào cũng cần phải thăm khám chữa trị ngay, nếu không tình trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa, người tuổi tỵ rất khó tự mình điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ hay bi quan tiêu cực sẽ dẫn tới tâm sinh bệnh. Nếu còn giáp này không tìm được cách thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Bạn nên cố gắng dành chút thời gian cho bản thân, tránh làm việc quá sức. Cảm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. Một tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 mệnh Thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, cần chuẩn bị tinh thần vững vàng vì trước mắt là những áp lực lẫn căng thẳng. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi môi, tuổi mạo, màu, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mạnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết, khó khăn, thách thức, dồn dập, có xu hưởng khép mình, ngại tranh đấu. Quý nhân phù trợ tuổi hại, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 3. Tuổi tinh Tỵ sinh năm 1977, mệnh thổ. Năm sao thổ tủ, nữ sao phân hưởng, khẩu quyết, tình hình tài chính mới có dấu hiệu tăng nhẹ, đã có nguy cơ thất thoát khả nhanh. Quý nhân phù trợ tuổi sổ, tuổi mão, tiểu nhân tuổi môi, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 4 tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 mệnh mộc nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đầu khiến bạn vô cùng nhức nhói quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tuất tiểu nhân tuổi dần tuổi hợi màu sắc may mắn màu đen màu cam năm tuổi tân tỵ sinh năm 2001 mệnh kim nam sao thái dương nữ sao thổ tủ khẩu quyết thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng do áp lực công việc cao. Quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi môi, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng,